Quý vị đang trở lại với tin tức Á Châu và phần tin Việt Nam. Tin tức cho hay cái gọi là lao động cưỡng bức ở Tân Cương là hoàn toàn vô nghĩa. Các đại biểu của phái đoàn Tân Cương đã tham dự phiên họp thứ hai của Đại hội đại biểu nhân dân toàn quốc NPC lần thứ 14 hôm thứ Năm đã vạch trần cái gọi là lao động cưỡng bức ở khu tự trị Tân Cương, Uyghur, phía Tây Bắc của Trung Quốc. Trả lời câu hỏi của giới truyền thông trong cuộc họp hôm thứ Năm, Akram Memtimin, bí thư đảng ủy làng Shajimali ở quận Luân Tài phía Nam Tân Cương, đã bác bỏ các cáo buộc về lao động cưỡng bức là vô căn cứ và không thể hiểu được. Theo Jin Jinjian, phó chủ tịch ủy ban khu vực Tân Cương của Hội nghị Hiệp thương Chính trị Nhân dân Trung Quốc, sản lượng bông của Tân Cương vượt 5 triệu tấn vào năm 2023, chiếm hơn 90% tổng sản lượng cả nước và tỷ lệ thu hoạch cơ giới hóa vượt 85%. Tổng sản lượng bông của Tân Cương ổn định ở mức cao hơn 5 triệu tấn trong 5 năm liên tiếp, với diện tích sản lượng trên mỗi đơn vị, tổng sản lượng và khối lượng vận chuyển hàng hóa, đứng đầu cả nước trong 29 năm liên tiếp. Trung Quốc phát triển pin EV hiệu suất cao để chạy 1.000 km chỉ cho một lần sạc. Chen Jun, nhà khoa học hàng đầu và là đại biểu của Đại hội Đại biểu Nhân dân Toàn quốc lần thứ 14 NPC cho biết, Trung Quốc đang phát triển loại pin hiệu suất cao cho phép xe điện EV chạy hơn 1.000 km chỉ trong một lần sạc. Cuộc phỏng vấn nhóm diễn ra trước phiên họp toàn thể lần thứ hai của khóa thứ hai của NPC khóa 14 tại Đại lễ Đường Nhân dân ở Bắc Kinh. Ông Chen, một học giả của Viện Hàn Lâm Khoa học Trung Quốc và là phó chủ tịch của Đại học Nankai, đã cống hiến hơn 30 năm cho việc nghiên cứu và phát triển pin với trọng tâm là đạt được công suất lớn hơn, phạm vi hoạt động dài hơn, nâng cao độ an toàn và giảm chi phí. Ông Chen cũng nhấn mạnh tầm quan trọng của việc phát triển pin trong ngành xe điện và các lĩnh vực liên quan. Và những bức ảnh chụp ông Kim Jong-un của Bắc Hàn đang xem diễn tập bắn pháo. Thưa quý vị, hôm thứ Sáu, truyền thông nhà nước Bắc Hàn KCNA đã đưa tin nhà lãnh đạo Bắc Hàn Kim Jong-un đã thị sát một cuộc tập trận bắn pháo của quân đội nhân dân Bắc Hàn, lực lượng quân sự nước này. Truyền thông nhà nước đã cho biết cuộc tập trận diễn ra hôm thứ Năm với sự tham gia của các đơn vị nằm trong tầm bắn của thủ đô của kẻ thù, ám chỉ thủ đô Seoul của Nam Hàn, và nói thêm rằng cuộc tập trận này đã hoàn thành các nhiệm vụ quân sự quan trọng để răn đe chiến tranh. KCNA đã cho biết thêm, cuộc tập trận nhằm mục đích nâng cao tư thế sẵn sàng chiến đấu và khả năng chiến đấu thực tế. Hành động này đã diễn ra khi quân đội Nam Hàn và Hoa Kỳ bắt đầu cuộc tập trận mùa xuân, được gọi là cuộc tập trận lá chắn tự do vào thứ Hai, ngày 4 tháng 4, với số lượng binh sĩ tham gia gấp đôi so với năm ngoái. Đầu tuần này, truyền thông nhà nước Bắc Hàn đã đưa tin ông Kim đã thị sát hoạt động huấn luyện thực địa của quân đội tại một căn cứ hoạt động quân sự lớn ở khu vực phía Tây của nước này. Tin Việt Nam, Việt Nam dự báo xuất cảng gạo chỉ khoảng 6.5 đến 7 triệu tấn trong năm 2024. Theo báo cáo của Hiệp hội Lương thực Việt Nam, xuất khẩu gạo của Việt Nam ước đạt 6.5 đến 7 triệu tấn trong năm nay, đã giảm so với mức cao kỷ lục là 8,1 triệu tấn vào năm ngoái, theo hãng thông tấn Reuters đưa tin vào hôm ngày 7 tháng 3. Việt Nam là nước xuất cảng gạo lớn thứ ba trên thế giới sau Ấn Độ và Thái Lan, trước đó tuyên bố sẽ cắt giảm dần khối lượng xuất cảng tổng thể để tập trung vào gạo chất lượng cao hơn, giá cao hơn, đồng thời thích ứng với biến đổi khí hậu và bảo đảm an ninh lương thực trong nước. Theo báo cáo được trình bày tại hội nghị gạo quốc tế trong tuần này và hãng thông tấn Reuters xem được, thì xuất cảng gạo trong năm tính đến giữa tháng 2 đã tăng 14,4% so với một năm trước đó, đạt mức 663.000 tấn. Báo cáo cũng cho biết, nhu cầu từ Indonesia, Philippines, Malaysia, Trung Quốc và châu Phi ngày càng tăng, trong khi hiện tượng El Nino dự kiến sẽ kéo dài ít nhất đến giữa năm 2024. Trong khi đó, một bản tin khác lại cho biết là cảng cá xây bằng tiền Formosa bồi thường chậm tiến độ. Dự án cảng cá cửa nhượng được xây dựng với khoản tiền bồi thường
gây hải sản chết hàng loạt của Formosa từ năm 2016 mới vừa được khai triển, xây dựng hồi tháng 1 và đến cuối năm nay mới hoàn thành. Truyền thông nhà nước Việt Nam loan tin vào ngày 7 tháng 3 đã cho biết dự án cảng cá cưỡng nhựa, cát cửa nhượng tại Hà Tĩnh với kinh phí 280 tỷ đồng do Formosa bồi thường đến cuối năm nay mới có thể hoàn thành. Đây là một trong bốn dự án tại Hà Tĩnh mà chính phủ Hà Nội đã quyết định cho xây dựng với tổng mức đầu tư khoảng 400 tỷ đồng trích từ khoản do Formosa bồi thường sau thảm họa môi trường mà nhà máy của công ty trách nhiệm hữu hạn gang thép Hưng Nghiệp Formosa gây cho bốn tỉnh miền Trung của Việt Nam từ Hà Tĩnh đến Thừa Thiên Huế. Đó là các dự án đầu tư xây dựng cảng cá cửa nhượng huyện Cẩm Xuyên với mức đầu tư 280 tỷ đồng, nạo vét và chỉnh trị tuyến luồng, cửa vào khu neo đậu tránh trú bão của cửa hội Xuân Phổ Nghi Xuân 20 tỷ đồng, đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng dịch vụ hậu cần nghề cá tại khu neo đậu tránh trú bão của cửa cảng Kỳ Hà, thị xã Kỳ Anh 40 tỷ đồng và dự án đầu tư xây dựng mở rộng cảng cá Thạch Kim Lộc Hà trị giá 60 tỷ đồng. Bốn dự án được thực hiện với mục đích được cho biết nhằm nâng cấp cơ sở hạ tầng dịch vụ hậu cần nghề cá cho cộng đồng ngư dân của ven biển trong nỗ lực khôi phục phát triển sản xuất thủy hải sản. Và một lần nữa, chương trình xin được tạm dừng trong giây lát để gửi đến quý vị phần bảo trợ thương mại. Sau đó, xin ngôn viên Xuân Anh và Linh Trịnh sẽ quay trở lại với những bản tin trong phần tin sân khấu và điện ảnh. Kính mời quý vị tiếp tục theo dõi.